sau trận mưa là đường rất lầy đấy, cái lối vào chở cát thôi còn sụt như này, trọi hết cả đất lên này đấy. Này chịt gầm, lúc nãy có một cái công nông đi qua đây chịt hết gầm, không biết xe mình tí nữa có lên được không hay là lại cũng chịt nốt. Đây là bà chủ, bà chủ bến cát hôm nay công nhân nghỉ tí lên đây này, bà chủ lên múc cát. Bà đang vừa mới biết múc được tầm nửa tháng thôi nhưng mà bắt đầu thành thạo đấy, múc rất là đều tay. Ông ơi, cho đổ cát đây nhá. Đổ đây, đổ đây à? Tiến lên một tí gì? Sao anh, cái gì anh? Ba giờ xuống nhỉ? Đang xuống nhỉ? Đang xuống rồi. Thật, đang xuống. Giờ 200 mấy? Đang quay video hỏi báo giá nó có tí nữa. Vật liệu xếp gọn ghẽ rồi. Ông xây ngoài này à? Ô đã đổ bê tông sạch luôn à? Đây thợ cứng đây, đầu cánh. Đây, đây là một công trình gọi là nhà ba góc. Lên dốc nhưng mà đang bị đè ba nhá. Lên dốc đang bị đè ba rồi, đường sụt quá. Mạnh thế, nổi gài số phụ chưa? Ôi giời, thế này lên 3 lần không lên được cái bậc này thì chết rồi. Xe pháo để tủ hơi rồi. Ui giời. Đấy cho các con đố rồi. Mạnh dạn lên là ga mạnh. Nào lùi lại lấy đà, lùi lại lấy đà. Đi số 2 gài phụ vào. Đây máy này là máy mới tôi cho nên là nó vẫn chưa được già trơn hẳn. Nào xem nào, cũng nào lôi lên. Lên được không? Mạnh lên rồi giời. Máy mới cũng khác, chưa già trơn nên ra là hơi yếu.